cho chống ẩm bên đi. Thôi đi, đi bắt thoải mái mà, trên này trên có bỏ coi. Đứng lên. Đây có mấy vậy cho lên trên nói gì bắt thang cho lên thoải mái rộng kia đút chứ thoải mái cứ làm đi cho nó bằng đấy cho nó đỡ đổ chủ yếu nó làm này cho nó bằng mặt cho nó đổ thôi đổ thôi. Ngoài là xếp 39 hộp là đủ à 49 hộp là đủ đâu còn thiếu một hộp mà trên trong cái chùi một hộp trong kia chưa hàng trăm thiếu một hộp mà trong cùng cho đếm rồi thằng giữa này được 36 đúng không? Ừ. Đúng rồi. 436. Nam cho cái bẩn lên đứng như thế. cái chân bốn chân đi nó đứng không còn cả đâu à tăng trưởng mới đứng đấy đâu đấy ngoài 36 hộp em mấy? Dạ. 49 hộp. Bố nó vào đi, chơi ơi, bố nó vào, 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 bố nó v
thang này, đứng thang này, thằng người đứng thang này. Chín năm 45 rồi. 81 nữa là đủ. Này có sợ đổ nữa không? Đóng cài chặt rồi mà đổ nữa. Bốn hộp nữa là đủ. Một, hai, để lòng ngoài nữa rồi đấy, để đây. Ba, một hộp nữa thôi. Lốt hộp của cô hợp là đủ rồi. Để lọc qua, để lọc cho nó phát được cái tấm này. Đấy. Hết rồi, xuống kia luôn.